Vâng, xin chào tất cả cô bác anh chị khán giả nhé. Hôm nay là quy trình slot 1 của những bộ bàn ăn Vũ Tràng, và cơ sở sẽ quay cho mọi người xem một bên, và đó là hàng tràm dùng lõi, còn một bên đó là hàng tràm thường, hay còn mình gọi đó là tràm lai, tràm cao sản, sẽ khác nhau như thế nào. Khi mà cả hai bộ cùng là Vũ Tràng thì bộ bên này có trị giá là 12.500.000, và bộ ở bên này thì cái mức giá của nó thì chỉ còn có 7.900.000 thôi, và mình coi đó là 8 triệu đi, thì đó là một cái sự chênh lệch khá là nhiều và cùng trên chất liệu gỗ tràm. Và vâng, cơ sở sẽ cùng đi vào chi tiết để phân tích cho cô bác anh chị đó là tại sao nhá hai bộ bàn ghế này lại chênh lệch nhau nhiều như vậy. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với những chiếc ghế. Quý anh chị đang lưu ý ở đây đó là những chiếc ghế tràm ở bên hàng tràm cao sản, hàng mình gọi đó là tràm lai. Thì trên những chiếc ghế này thì nó vừa có ruột gỗ này và xà luôn cả rác các bác nhé, rác trắng, đó là những cái mọi người xem những cái cây gỗ tràm mà mọi người chỉ cần nhìn thấy những cái điểm màu trắng thôi là chúng ta nhận biết ra ngay rồi. Đây là những cái điểm bám rác, và các bác lưu ý là những cái này khi các bác đi mua, nhiều khi chúng ta không biết cách xem, không biết cách kiểm tra là chúng ta mua những cái chi tiết như này mà anh em thợ, ví dụ người ta đã sơn rồi, anh em thợ đã sơn, đã cố tình sơn hai cái đều màu, là có thể là chúng ta mua nhầm nhé, có thể đang là từ hàng tràm lai mà chúng ta mua nhầm thành giá của hàng tràm bông vàng rừng lõi, thì các bác lưu ý nhá. Ở bên đây là hàng lõi, các bác xem này. Đấy, cái bản chất của nó thì từ cái nước mộc mình đã lọc lựa rất là nhiều rồi. Tất nhiên là 100% thì không thể nào dám nhận rồi, nhưng mà nó phải đạt được một cái độ nào đó tầm 95, hơn 95%. Như các bác thấy đâu là cái độ tinh lõi nó như này. Thì từ trước đến giờ rồi, các cái dòng mà gỗ tràm lõi đấy, thì thông thường ngày xưa là anh em thợ mộc là hay đóng đóng về xài thôi. Nói chung là chỉ đóng về xài thôi, chứ không có chuyện bảo là đóng có nhiều mà đóng để mà đưa ra thị trường đâu. Đa phần anh em đóng về xài cũng như đóng cho người thân người quen thôi, chứ không có nhiều để mà đóng ra thị trường như vậy đó. Và hiện tại thì hướng đến khách hàng là đối tượng khách hàng ở tầm phân khúc giá rẻ nhưng mà vẫn muốn mua chất lượng cao hơn, thì cơ sở bên em cũng ra thêm cái hàng này để tăng thêm cho quý anh chị thêm một cái sự lựa chọn nữa. Thế thì cô bác anh chị cũng đang xem ở đây các cái phần chân trụ này. Ở đây cũng là những cái phần chân trụ lõi rất là cao. Đó, mặt bàn mọi người nhìn vai này, vai nó độ tinh lõi rất là cao nhé. Đấy, cho nên là chúng ta thấy được cái sản phẩm nó chất lượng như vậy. Và trở sang một cái bộ ghế hàng thường, hàng tràm thường. Thì chúng ta đã vừa coi ghế rồi, thì tiếp theo các anh chị cùng coi bàn. Đó là trên bàn của những cái hàng tràm thường thì cây để sử dụng cây bé. Đó, cây bé thôi. Cho nên là cái mức độ mà nó dăm, nó lứt thì nó luôn luôn là nó cao. Và mọi người xem ở đây là mọi người tự lượng giá ra, chứ cũng không cần thiết phải chỉ trỏ quá nhiều, tại vì chúng ta nhìn là chúng ta biết rồi. Và trên những cái hàng tràm lai này thì mọi người xem những cái phần chân trụ của nó thì nó sẽ không có được cái độ lõi nhiều và sử dụng rác nhiều, cho nên là đây là những cái cây là những cây nó non đó, còn lôm la mình hiểu ngay đó là cây gỗ non, thì cái tỷ lệ mà nó lứt xé, nó dăm thì luôn luôn là nó cao hơn rất nhiều đó các bác nhé, luôn luôn là như vậy, chắc chắn là như vậy. Và những cái cây hàng mà như bộ bàn ghế tràm như này thì cái thời gian mà chúng ta sử dụng nó thì chắc chắn là nó sẽ không có lâu và không có bền được bằng những cái hàng tràm lõi. Đó, thì như mọi người thấy là chúng ta đã phải sử dụng là cả rác và cả lõi, thì bắt buộc là cái chất lượng của những cái bên rác này thì nó sẽ nhanh hỏng hơn. Đó, ví dụ như không may nhà chúng ta bị mọt thì những cái điểm này sẽ là những cái điểm bị tấn công đầu tiên. Đó, cho nên là thực sự là trên những cái bộ hàng tràm thường thì nó là như vậy. Bởi vì cái giá của nó rất rẻ. Như mọi người thấy là một bộ 8 ghế thì chỉ có 7.900.000 thôi. Thế cho nên là nó cũng là một cái gì đấy để mà phù hợp vào với khả năng tài chính, kinh tế của nhiều người. Nhưng mà nếu như chúng ta có một sự đầu tư gọi là kỹ hơn, thì chúng ta thêm vài triệu nữa, chúng ta mua một cái hàng lõi không, lõi trần như thế này. Thì các bác biết là đối với những cái hàng mà lõi trần như thế này, thì các bác thấy là cái thời gian sử dụng của nó rất là lâu. Đó, mọi người thấy là cái độ tinh lõi của nó hoàn hảo như này thì không có rác, không bám tì, cho nên là cái chất lượng của nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Đó, và như mọi người thấy ở đây, cơ sở đang quay cho mọi người một cái bộ tinh lõi thì với cái mức độ đầu tư cao hơn, nhưng chúng ta có quyền an tâm hơn. Và thực ra thì như bộ 8 ghế như vậy với mức giá là 12.500.000 thì cơ sở bên em cũng đang cân đối là thấp hơn so với mức giá trung bình của hàng tràm lõi rất là nhiều đấy các bác nhé. Và với hàng tràm lõi này thì chúng ta có thể so sánh tự tin về cái chất lượng của nó. Chúng ta có thể so sánh được nó với gõ đỏ của Nam Phi. Tất nhiên thì chúng ta không thể so sánh đó là nhưng mà trên hàng tràm với là hàng gõ Nam Phi thì chúng ta cũng có thể so sánh nó là 18-10, chúng ta so được các bác nhé. Đó, nhưng mà nó phải là hàng tràm bông vàng.
Đó, hàng lõi như thế này, mọi người nhìn cái cây nó vàng óng này, nhìn cái chất cây nó đanh lõi như này cơ, chứ không thể chúng ta so sánh với cái hàng kia được. Dạ vâng, và đó là những gì cơ sở muốn chia sẻ với mọi người trong video ngày hôm nay về hai bộ bàn ăn chèm, để quý anh chị có thể hiểu hơn về cái chất lượng và cái giá cả của giữa hai dòng. Nếu chúng ta đi mua những hàng chèm lõi này thì cũng là một lời khuyên cho khách hàng khi đi mua, đó là nếu được thì có thể mua từ mộc nhé, chúng ta chọn mua từ mộc chúng ta kiểm tra. Chứ thực sự với các bác là đối với những cái hàng chèm nai như này, nếu như anh em thợ sơn mà muốn che đi những cái vết như này, em nói quý anh chị là sơn những cái màu đậm xuống bán với cái giá chèm lõi thì thực sự với quý anh chị là rất là dễ nhá. Đây là một cái mách nhỏ của Mộc Nam Huy chia sẻ cho các bác thôi. Những cái chi tiết như thế này, sơn che đi là bộ ghế tăng thêm vài triệu, bán là khách hàng không biết thì chúng ta vừa mất tiền vừa lại không được cái gì. Vâng, đồ gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Quý anh chị có nhu cầu có thể liên hệ tới Mộc Nam Huy để đặt hàng. Kính chúc quý anh chị một ngày tốt lành.